AFC phân tích kỹ hai bàn thua nhường bán độ của U23 Việt Nam. Cả châu Á tố cáo huấn luyện viên Chuse ngậm ngùi. U23 Việt Nam vừa có trận đấu xa mắt gây nhiều tranh cãi nhất của dư luận. Thầy trò ông Chuse đã để Singapore cầm hòa 2-2 ngay tại sân nhà. Đáng nói những bàn thua của chúng ta đều khiến cho người xem cảm thấy vô cùng phi lý và ngay cả AFC cũng đã phải vào cuộc điều tra. Đội tuyển của U23 Việt Nam là đội đầu tiên giành vé vào vòng chung kết. Sau hai lượt trận ở vòng loại, thầy trò huấn luyện viên Chuse lần lượt đánh bại Guam với tỷ số 6-0 và Yemen với tỷ số 1-0. Vì thế, cuộc đối đầu với Singapore chỉ mang tính chất thủ tục. Ngay sau tiếng còi khai cuộc với hai trận toàn thắng, Việt Nam ra sân với tâm lý thoải mái, chủ động tấn công, dâng cao đội hình. Hơn 10 phút thi đấu, Việt Nam đã triển khai bóng khá là tốt ở hai cánh và khu vực trung ở phía sân. Phút thứ 11, U23 Việt Nam được hưởng quả phạt đền sau thủ môn của Singapore mắc sai lầm. Với vĩ hào trong khu vực 16m50, cầu thủ Nguyễn Đình Bắc đã đá thành công quả penalty, mở tỷ số 1-0 cho U23 Việt Nam ở phút thứ 12. Những phút tiếp theo, U23 Việt Nam thể hiện ý tưởng chơi bóng. Các cầu thủ mạnh dạn cầm bóng và triển khai tuần tự từ thủ môn cho tới hàng tiền vệ. Tuy nhiên, U23 Việt Nam gặp khó khăn ở khu vực cuối sân bởi số đông hậu vệ đối phương ra sức cản phá các đường tấn công của các cầu thủ Việt Nam. Trong suốt thời gian 45 phút thi đấu ở đầu hiệp 1, U23 Việt Nam tạo ra khá nhiều cơ hội ghi bàn với nhiều pha dứt điểm trước thủ thành của Singapore nhưng chưa thể hóa giải thành bàn thắng. Kết thúc hiệp 1, U23 Việt Nam tạm dẫn trước U23 Singapore với tỷ số 1-0. Sang hiệp 2, sức ép từ các cầu thủ U23 Việt Nam tiếp tục được triển khai từ nhiều phía. Huấn luyện viên Chuse đã có sự thay đổi đội hình khi mà đưa Văn Cường, Văn Toản và Ngọc Thắng rời sân, nhường chỗ cho Văn Đô, Hữu Nam và Hồng Phúc. Trong 20 phút đầu của hiệp 2, U23 Việt Nam hoàn toàn làm chủ thế trận. Tuy nhiên, các sơ hở của chúng ta cũng để cho Singapore gỡ hòa. Hàng thủ Việt Nam bị đối thủ gây áp lực. Cầu thủ Hồng Phúc của Việt Nam đã đưa bóng phản lưới nhà phút 55. San bằng tỷ số 1-1, sau bàn gỡ hòa, Việt Nam bị ảnh hưởng về tâm lý. Cảm giác bóng của các cầu thủ cũng đã chậm đến nhiều pha chuyền bóng hụt và những cú sút thì cũng đã trệch choạc. Phút thứ 76, từ đường kiến tạo của Văn Đô, Hữu Nam có cú sút mạnh, căng và hiểm hóc làm tung lưới của đối phương. Phút 84, pha tấn công nhanh của Singapore đã làm lưới của Việt Nam rung lên, gỡ hòa cho đội khách. Sau việc chứng kiến kết quả trận đấu cùng với Singapore và Việt Nam, báo giới khắp châu Á và người hâm mộ đã thẳng thắn tố cáo về hành vi bán độ. Loạt tờ báo Asian Football cho rằng, hai bàn thắng của U23 Việt Nam khiến tất cả quá khó hiểu. Trong 90 phút thi đấu, Việt Nam chiếm hoàn toàn ưu thế nhưng không thể hiểu nổi vì sao các cầu thủ chủ nhà vẫn để thua hai bàn. Hai bàn thắng của Singapore đều đến theo cách mà chính họ cũng phải bất ngờ. Một bàn thắng U23 Việt Nam ghi hộ, còn một bàn thắng thì cũng được Việt Nam tạo kiến tạo từ xa. Tờ Thái Ranh cũng đã tố cáo U23 Việt Nam đã dàn xếp tỷ số. Tờ này cho rằng ba cầu thủ Việt Nam bán độ, trong đó có hai người trực tiếp mắc lỗi trong hai bàn thua, một người khác ở hàng hậu vệ, nhưng báo giới nước này không chỉ rõ là ai. Nhật báo Malaysia cũng đã tố cáo về sự sắp xếp này. Tờ này cũng chỉ rõ Hữu Nam của Việt Nam là nghi vấn số 1 khi mà quân bình tỷ số, đến cuối trận thì là Hồng Phúc đã có một đường kiến tạo đẳng cấp cho Singapore. Bên dưới phần bình luận, người hâm mộ châu Á cũng đã tố cáo. Hai cầu thủ trực tiếp khiến Việt Nam bị gỡ hòa chắc chắn đang bán độ. Singapore xin Việt Nam để có một trận hòa tránh việc bị chỉ trích khi về nước. Trận đấu là thủ tục nên chắc chắn phía Việt Nam đã chấp thuận. AFC lẽ nào bị qua mặt quá đơn giản như vậy, trận đấu này quá phi lý. Trước hàng loạt tố cáo bán độ, Phó Chủ tịch AFC kiêm trưởng đoàn ban tổ chức ông Hadam Basset đã lên tiếng về vụ việc. Theo ông, tất cả các trận đấu có dấu hiệu dàn xếp sẽ được thanh tra của AFC điều tra làm rõ sau khi vòng loại kết thúc. Trận đấu giữa Việt Nam và Singapore là một trong những trận đấu bị cơ quan của AFC làm rõ. Hai bàn thắng của Singapore đều bị khán giả nghi ngờ. Trong khi đó, về phần mình, ông Chuse cũng đã bày tỏ, tôi rất bất ngờ khi biết thông tin trận đấu giữa Việt Nam và Singapore bị báo chí nước ngoài nghi ngờ tiêu cực. Singapore như thế nào thì tôi không bình luận, nhưng tôi đặt niềm tin tuyệt đối vào các cầu thủ Việt Nam. Tôi dám khẳng định 100 cầu thủ hiện tại là những người tốt nhất và tuyệt đối được tin tưởng, ông cho biết. Sau những chỉ trích và đính chính về việc bán độ, ông Chuse ngậm ngùi cho rằng, có lẽ là vì chúng tôi giành quyền đi tiếp nên các cầu thủ đã giảm đi một chút quyết tâm, tinh thần. Việc giành suất đi tiếp đã khiến cho các cầu thủ phần nào thiếu đi sự tập trung. Tôi không trách các cầu thủ bởi mục tiêu giành quyền đi tiếp cũng đã đạt được và các cầu thủ đều đã thi đấu. Tỷ số này không phải là mục tiêu của chúng tôi đề ra. Xét về các thông số như kiểm soát bóng và cơ hội, Việt Nam áp đảo. Thông thường, đội sở hữu thông số này sẽ thắng, nhưng bóng đá không phải như vậy. Đây cũng là bài học cho Việt Nam. Kiểm soát bóng tốt rồi nhưng mà phải chơi có tính sát thương cao hơn và ghi được nhiều bàn thắng hơn. Đây cũng là bài học cho tôi. Hôm nay các cầu thủ chơi tự do, thi đấu như vậy, các cầu thủ cần phải chính xác hơn trong các pha quyết định.
Ông Chuse cho rằng các tình huống cố định là điểm mạnh của bóng đá Việt Nam, tuy nhiên các cầu thủ cần làm tốt hơn nữa và giảm tỷ trọng số bàn thắng ghi từ các tình huống cố định. Điều này xuất phát từ việc V-League luôn có nhiều bàn thắng cố định và ngoại binh chất lượng chỉ ưu thế. Mục tiêu của tôi là giúp U23 Việt Nam song phẳng với các đối thủ, cầm bóng nhiều hơn và có nhiều bàn thắng hơn. Cầu thủ dần tự tin, trận đấu này Việt Nam kiểm soát 85%, nhưng cầu thủ chưa tìm được những phương án bóng chính xác trong các tình huống. Nhà cầm quân người Pháp nói, trong khi đó Singapore, vì huấn luyện viên của họ tỏ ra tự tin và sung sướng. Tôi rất tự hào về cầu thủ, trước trận đấu tôi đã nói là cần phải thể hiện tinh thần chiến đấu. Họ chơi rất nỗ lực, tôi vui vì điều đó. Việt Nam mạnh hơn và đây là sân của họ. Chúng tôi đã chiến đấu và làm việc chăm chỉ, Singapore tự hào. Tôi biết U23 Việt Nam tấn công mạnh và đặc biệt ở hai biên. Họ có hai tiền vệ cánh tốt. Khi có bóng, chúng tôi phản công nhanh vì đội cũng có tiền đạo nhanh. Chúng tôi có kế hoạch để chơi phản công. Vì U23 Việt Nam đã kiểm soát bóng rất tốt. Tiền đạo của đội bạn thì cũng đã cho biết, tôi tự hào về đội mình. Chúng tôi không đi tiếp, nhưng mỗi thành viên trong đội cũng đã chơi hết mình và không hối tiếc gì. U23 Việt Nam là một trong những đội hàng đầu khu vực và chúng tôi đã cho thấy mình có thể đối đầu với những đối thủ như vậy.